Có một phố cũ ẩn trong hồn phố mới. Đào cổ Nhật Tân, sen Bách Diệp Tây Hồ, Long Mạch Địa Linh, ngang đời vượng khí, cực phẩm hoàng gia đệ nhất Hà Thành, Noble Palace Tây Hồ, nơi mỗi dãy phố là một đại lộ thương mại phồn hoa với các shop villas, boutique, outlet store đẳng cấp thời thượng. Nơi mỗi đường nét kiến trúc là một tác phẩm nghệ thuật kinh điển, phô diễn vẻ đẹp châu Âu tinh tế trong dáng vóc đầy mỹ lệ, yêu kiều. Không chỉ là một không gian tao nhã, được chạm khắc bởi nét riêng vương giả. Không chỉ là một cảm giác tận hưởng, được thăng hoa nhờ giải pháp công năng. Để nâng tầm những đam mê xa xỉ, để phong vị thượng lưu thêm tỏa hương trong sầm uất rộn ràng. Và khi ấy, phố mới thực là phố. Noble Palace Tây Hồ, thăng hoa chất sống thượng lưu.